Vâng, hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bồng TV Điện Máy Trang Huệ. Ngày hôm nay em về một lô mã máy siêu ốc mỏ bù lông, phải nói chương trình rất là tốt luôn các anh nhá. Tặng quà đến 200.000, tặng 240.000 luôn. Rồi là mã cưa kiếm này, mã chuyên vít, mã khò nhiệt điện, rất là nhiều mã sản phẩm. Chương trình giá tốt xe phù tất cả quý khách hàng nhà em tham khảo cùng em luôn các bác. Đây nha các bác ơi, ngày hôm nay này em về phục vụ tất cả khách hàng nghe mã Workfix 450 new, rồi là 650 new, rồi các mã cưa kiếm, rồi ô chuyên vít, khò nhiệt các kiểu luôn, và cái túi đựng đồ nghề rồi, và cả cắt sắt bàn các bác nhá, giá rất là rẻ, chỉ có hơn triệu xíu thôi. Rồi là những con mã máy thổi bụi điện rồi, thổi gió, thổi lá, thổi lửa, rất là ok luôn. Đây ngày hôm nay lên cho em mới về hai mã máy siêu ốc mỏ bù lông, chương trình giá tốt, quà tặng lên đến là 240.000 đến là 200.000 luôn các bác nha. Lại còn được tặng cái phụ kiện phải nói là quá trời đồ như thế này luôn các bác nhá. Rồi, khẩu 14, 17, 18, 19, 22 này, đầu tôn 6, 8, 10, 12, có con sâu vận 19 khó, và có rất nhiều mũi vít 3 kè, 2 cạnh, 4 cạnh, cả mũi khoan. Lại còn có cả một nấc gài máy như thế này luôn nhá. Rồi, Workfix 450 new, sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi người luôn. Con này nó có kèm khẩu đi kèm theo rồi, có kèm khẩu đầy đủ phụ kiện như này rồi. Về nhà các bác có thể mang cái làm công trình, có thể làm luôn luôn cho em. Chính vì thế nên là em xin phép là tặng các bác anh em là một cái thân quạt. Một thân quạt để các bác vừa có máy khỏe, vừa có pin ngon và vừa có phụ kiện đầy đủ, lại còn có quạt mát để mang cái làm công trình nữa. Quà tặng lên đến là 200.000 luôn các bác nhá. Workfix 450 new hoặc là Workfix 650 new, tùy vô nhu cầu sử dụng của mọi người. Muốn mà chuyên con dòng đồ đặc để chuyên làm chuyên siêu ốc thôi, lấy con đồ đặc 650 new. Còn muốn nó tiện dụng đa thiên năng, mình mang đi siêu ốc được, mang đi bán vít bán tôn được, nhà có xe ô tô, nhà mà có xe máy ô tô 4 chỗ 7 chỗ đây, thì đây quất luôn cho em con này. Đúng không, phải nói là hợp lý luôn nha. Dòng đầu giống vừa vít vừa tôn vừa siêu ốc được rồi, mang đi làm phải nói quá ngon mà không kịp, đầy đủ full đồ luôn. Thì con Workfix 450 new giá hiện tại chỉ có là 1.390.000 là em tặng kèm các bác một thân quạt này. Có máy khỏe, có pin ngon, có phụ kiện chất lượng và có cả quà tặng full siêu đãi luôn nhá. Ngoài ra là chuyên siêu ốc thì lấy đây, Workfix 650 new dòng đầu đặc cho em. Đi tặng kèm sẽ là một đầu chuyển vít này, một đầu chuyển khoan và nguyên bộ khẩu vận ốc 10 món 10 chi tiết. Giá hiện tại phục vụ tất cả các bác anh em sẽ là 1.450.000. Em bao phí ship luôn nhá. Pin này đều là dòng pin Plus cực kỳ ngon. Đây con này này. Ngoài ra mà nếu có máy rồi, đây tham khảo cho em bộ khẩu. Bộ khẩu giá sale siêu đãi dành cho tất cả khách hàng nhà em. Bình thường bán 250 hay là 200 thì hiện tại phục vụ tất cả bác anh em 150.000 luôn, gồm 10 cái khẩu này, khẩu từ 9 cho đến là 24 và toàn bộ đều là khẩu thông dụng luôn nhá. Đó các bác thấy không, thực sự là rất là ngon luôn nhá. Đây, ngoài ra là ngày hôm nay em cũng về rất là nhiều mã phục vụ tất cả quý khách hàng em. Từ con khoan chuyên vít nhỏ gọn, con bắn vít nhỏ gọn để các bác làm trên cao, làm trên mái, hay là những con mã máy mài, những con mã máy cưa lọng, nói chung là tùy nhu cầu mọi người tham khảo con mã máy hợp lý này. Em đang cầm này, con Camro vít 4 sao nhá, nguyên bộ sẽ là một thân máy này, hai quả pin, một sạc Camro thì giá cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Đầu chuyên vít để phục các bác anh em làm bắn vít bắn tôn. Con này làm trên cao lại còn có 3 cấp chỉnh tốc. Thông thường các mã máy bình thường nó chỉ có một tốc thôi và cò điều tốc. Còn con này, đây, vừa có cò điều tốc này. Và máy lại còn vừa có thể là dùng được 3 cấp chỉnh luôn nhá. Tốc 1 cho em này, điều chỉnh tốc phía trên nút trên cò này, tốc 1 này. Rồi, tốc 1 cho em. Tốc thứ 2 này. Và tốc thứ 3 này. Đó, 3 cấp chỉnh tốc cho em Camro 16,8V. Mã máy là con này sẽ là 7028 nhá. Con chuyên vít 140 new, nguyên bộ một máy hai quả pin thế này, với hộp đựng trời ơi đầy đủ luôn. Về nhà các bác anh em chỉ có mang đi làm thôi. Rồi mà dòng motor Brulette không chổi than nhá. Giá hiện tại sale có 700.000 nguyên một bộ sản phẩm luôn. Bao phí vận chuyển toàn quốc, nhà hàng sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi toán này. Ngoài ra đây, anh em mà làm điện nước này, trần vách thạch cao, khoét thạch cao làm điện nước thì con này đúng là chuẩn bài luôn. Hết hàng rất là lâu, đợt này lại về thêm được hàng để phục vụ tất cả các bác khách hàng em rồi đây. Đây tham khảo cho em một con mã máy cưa kiếm. Trời ơi thực sự ra với các bác là hết hàng rất là lâu rồi, đợt này mới về thêm hàng. Con cưa kiếm Navara nhá.
tặng kèm luôn 4 lưỡi cưa kèm luôn. Đây, 2 lưỡi cắt sắt và 2 lưỡi cắt gỗ cho tất cả quý khách hàng nhà em. Tặng kèm bộ 4 lưỡi này. Còn tặng kèm cả một cái sạc, một cái sạc kim nha, một sạc kim. Đó, sạc kim 1A này. Cứ có những khối pin trần phổ thông là tham khảo cho em. Con này ngoài ra lại còn có cả một hộp để đựng thân máy, quá xịn sò luôn. Cứ có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21, chân pin Bata, khoảng cách 200 pin là 4 phân thì tham khảo cho em một cái mã thân cu kiếm này. Đây, em sẽ gắn thử lên cho khách hàng em xem luôn này. Rồi, cưa xích để các bác anh em cắt gỗ, tỉa cành thì con cu kiếm để phục vụ khách hàng em quét trần vách thạch cao làm mặt nước. Đó, quá là ngon luôn. Con này giá hiện tại cho em nhé. Thân máy cứ chân phổ thông là xài ok này. Thân máy là 400.000. 400.000 em bao phí ship, thân máy là tặng kèm là 4 lưỡi cưa và có cả hộp đựng bằng nhựa như thế này nhá. Bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Ngoài ra thôi. Ngoài ra các bác nghe mà khò nhiệt điện lúc nào cái công suất của nó cũng rất là lớn. Con này thì khò nhiệt điện của Talon này, công suất lên đến là 2.000W luôn và có hai cấp chỉnh nhiệt. Hai cấp chỉnh nhiệt luôn cho em nhé, khò nhiệt Talon. Con này thì nó là 2.000W này. Có kèm theo là hai cái đầu khò đi kèm theo luôn. Hai đầu khò đi kèm theo luôn nhá. Các bác thích gắn đầu nào thì các bác tùy các anh em gắn thôi. Rồi. Ok luôn cho em như này. Đấy. Con này thì khò nhiệt ta lông hai cấp chỉnh nhiệt, công suất lên đến là 2.000W. Giá hiện tại sale từ đây khách hàng em chỉ có là 280.000. 280.000 cho em nhá. Bao phí vận chuyển, muốn chỉnh nhiệt thấp hay muốn chỉnh nhiệt cao thì các bác cũng có thể tùy điều chỉnh. Hàng đây, dập nổ luôn cho em nhé. Yên tâm là hàng chất lượng luôn, giá bao phí vận chuyển luôn rồi. Ngoài ra anh em nào làm gỗ này, làm nghề gỗ thì không thể thiếu là một con cưa lọng. Cưa lọng hàng của Makute. Makute thì nó là thương hiệu hàng công ty, hàng hãng, bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì cũng giá thì bao rẻ luôn rồi. Con này là còn vài con là sẽ giá sale sàn cho khách hàng em luôn nhé. Con GS012. Con này thì đây, mã này cho em đây. Mã này, con này GS012 này. Vòng tua từ 0 đến 3.000 vòng 1 phút và công suất là 710W. Đầu mũi là đầu phi 65 cho em các bác nhá. Đi kèm theo sẽ có một lưỡi đi kèm, à có hai lưỡi đi, có hai lưỡi đi kèm theo nhá. Cơ lọng của Makute bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc. Các bác làm nghề gỗ, nghề mộc thì không thể thiếu luôn. Và giá thanh lý tất tay nốt cho các bác khách hàng nhà em 600.000 một con máy thôi. 600.000 một con này nha, bình thường bán hơn 700, giờ thanh lý tất tay nốt là 600.000, bao phí ship và bảo hành cho mình là 6 tháng trên toàn quốc với công suất là 710W nha. Hàng Makute là hàng công ty thì yên tâm với các bác luôn. Hàng công ty thì chất lượng nó rất là ok, rất là ngon luôn rồi. Làm gỗ nghề mộc không thể thiếu luôn. Ngoài ra đây, một mã máy mài chỉnh tốc. Đây, Marula, mã máy mài chỉnh tốc này, công tắc có bóp tay dài nha. Tay dài có bóp và có 6 cấp điều tốc như thế này. Máy mài thì lúc nào cũng sẽ có các dụng cụ chắn lưỡi này, có tay cầm phụ và có tay mở lưỡi nhá. Hàng Marula này nó là thương hiệu con của dòng Huka, hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành cho mình lên đến 6 tháng. Mà ngày hôm nay là em còn vài con là xin phép bán rẻ nốt cho khách hàng em, sẽ chỉ có 400.000 thôi. 400.000 bao phí ship một con mã máy mài. Về các bác mài cắt các kiểu lưỡi một tấc thì ok luôn. Cò bóp này, cầm cực kỳ chắc chắn, hô tơ đồng 100% luôn nhá. Marula, cứ thương hiệu logo dập nổi thì nó là hàng công ty, hàng chính hãng, nên các bác nhà em sẽ yên tâm về chất lượng cũng như là giá thành ngày hôm nay luôn nhá. Đây, sau một thời gian hết hàng rất là lâu, ngày hôm nay em lại về phục vụ các bác nhà em một cái túi đựng đồ nghề. Túi đựng đồ nghề thứ nhất là túi hộp vuông, vuông thành sát cạnh luôn. Con này nhà em vải bố dày dặn loại 1 luôn các bác nhá. Khóa đồng cực kỳ chắc chắn luôn. Mang đi đựng đồ nghề, mang đi làm công trình thì quá là ngon các bác nhá. Rồi, em đang cầm là một cái túi hộp vuông. Túi hộp vuông này, vuông thành sát cạnh cho em là như thế này luôn các bác nhá. Túi hộp vuông, có thể logo Daikin hoặc có thể logo là Panasonic nhá. Túi hộp vuông có quai sách đầy đủ luôn và cực kỳ chắc chắn. Phía đế của túi này, phía đít của túi này, ơi làm rất là ok. Nhìn hộ em cái khóa đồng luôn nhá, Daikin. Sau thời gian hết hàng rất lâu, ngày hôm nay mới về thêm hàng các bác ạ. Giá vẫn sale rẻ, 300.000 một cái túi hộp vuông. Em bao phí vận chuyển, nhà hàng thì sẽ đều được kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Có logo Daikin và có logo Panasonic. Nhìn hộ em này, nhìn hộ em cái khóa đồng này, cực kỳ chắc chắn luôn, vải bố dày dặn nhất một luôn các bác ạ. Ngoài ra đây, nếu mà thích nhẹ nhàng hơn thì đây, nói cho em cái túi size trung và túi size đại. Em đang cầm là cái túi đựng đồ nghề size trung này. Size trung này nó sẽ dài là khoảng tầm mà
44 này. Size chung là dài 44, rộng 22 và cao là 28. Có thể Daikin hoặc có thể Panasonic. Đây nhìn hộ em này, nhìn khóa đồng nó đủ thì họ biết là hàng chất lượng như thế nào luôn rồi. Không phải hàng rẻ nhá, hàng này là hàng chất lượng, hàng đặt may riêng. Đây hai bên nó sẽ là có hai cái túi, hai bên cạnh này và phía đằng sau. Phía trong của cái túi này nó sẽ có một ngăn. Một ngăn để các bác nhà em đựng các cái phụ kiện nhỏ nhặt các bác cho vô đây, nó ok an toàn luôn. Và con này thì túi size chung này, dài 44, rộng 22 và cao 28. Giá phụ các bác nhà em là 280.000 quá nhá. Túi size chung là 280. Còn ngoài ra thì có kích thước lớn hơn, đó là túi size đại. Size đại dài 48, rộng 22 và cao 32 thì giá phụ tất cả các bác nhà em sẽ là 330.000 bao phí vận chuyển. Ngoài ra đây, một cái túi đeo hông. Túi đeo hông để khách hàng làm trên cao, làm trên mái thì lấy luôn cho em con này. Ơi Daikin của Pana này. Các bác nhà em có thể đựng máy khoan này, máy khoan nhỏ gọn. Có thể đựng cho em những mũi vít, cờ lê, mỏ lết các kiểu luôn. Đây thế này các bác đựng mũi tôn các kiểu luôn giúp em nhé. Phía đây nhìn hộ em này. Phía chốt này. Chốt cực kỳ chắc chắn luôn, chốt như thế này, cực kỳ chắc luôn nhá. Wow. Mà giá chỉ có 150 thôi, 150.000 bao phí ship nhá. Túi đựng đồ nghề này thì là cái sản phẩm mà rất là cần thiết cho khách hàng đi làm công trình. Đi làm công trình các bác xài, làm trên cao leo trèo các bác lấy cho em những túi size gọi là túi đeo hông này. Còn các bác làm ở dưới mang đi đựng đồ nghề có thể lấy cho em một cái túi size chung hoặc là túi hộp vuông. Nói chung là tùy cái mã mà mọi người thích, tùy cái mã túi mà mọi người thấy hợp lý với công việc của mình thì có thể tham khảo luôn giúp em. May điều là vải bố thời dặn và cực kỳ chắc chắn luôn. Ngoài ra thì ngày hôm nay em cũng xin phép là sale một cái mã con mã máy mài khuôn. Mài khuôn, mài chai, mài mỹ nghệ, phụ kiện 100 món hàng của King Pro. Không còn gì xa lạ luôn rồi các bác ơi. Con này thì em bán quá trời nhiều luôn. Con này này, thứ nhất này, một cái mài này, mài khuôn này. Rồi, công suất là 200W. Đó, vòng tua từ 8.000 đến 32.000 vòng cho em. Đầu nó đầu là 3.2 nhá. Rồi, 6 cấp này, 6 cấp điều chỉnh tốc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho em nhá. Ngoài ra này, còn có một cái tay nối dài. Một tay nối dài thì mọi người ví dụ các bác gắn nối dài vô thì các bác chỉ cần cái này thôi. Và các bác treo máy lên để mọi người làm cho nó tiện nhá. Cái thứ hai này là cái phụ kiện rất là nhiều luôn. Từ những cái gọi là cái giấy ráp này, cái chổi làm cả là cái làm sạch này, rồi là đánh kẽ luôn cho em, rồi là cái đánh bóng. Thực sự luôn các bác nhé, rất là nhiều luôn. Đầy đủ 100 món, 100 phụ kiện luôn. Có cả các cái đầu đi kèm theo nữa nhá. Giá hiện tại con này King Pro phụ mã máy khuôn 100 món phụ kiện luôn cho em. Giá sale cho khách hàng em thì chỉ có là 500.000 bao phí ship nhá. 500.000 em bao phí ship này. Ngoài ra này, muốn thổi gió, thổi lá, thổi lửa, lên một con mã máy thổi bụi điện nhá. Cầm tay khá nhỏ gọn. Thổi bụi điện cầm tay em đang lên là con 800W của Mucan, rất nhỏ gọn nhưng mà khá là khỏe. Ngoài ra này, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cấp chỉnh tốc tùy điều chỉnh cho em. Với thông số của máy sẽ là lưu lượng gió là 2,8 mét khối một phút này. Vòng tua từ 0 đến 15.000 vòng cho em nhé. 800W mà giá thì chỉ có là 450 thôi, 450.000. Con này thì bán từ trước tới nay là em bán rất là nhiều luôn rồi. Mang đi thổi bụi trong gọi là các bác làm nghề mộc, làm gỗ ấy. Phải nói là sử dụng con này rất nhiều luôn ạ. 450 thôi các bác nhé. Rồi lên tiếp cho em này, đây một con mã máy cưa gỗ bác nhá. Mã máy cưa gỗ điện của Dekton. Con này thực sự ra thì em bán rất là nhiều từ trước tới nay luôn rồi. Con cưa gỗ 1 tấc 85 CG18501 nha các bác. Đây, công suất sẽ là 1.500W này. Vòng tua là 6.000 vòng 1 phút và lưỡi là lưỡi 1 tấc 85. Đi kèm theo thì sẽ có một lưỡi cưa gỗ tấc 85 đi kèm nữa nha các bác. Về phải nói là quá ngon, là hàng công ty, hàng Dekton thì từ trước tới nay là bán rất là nhiều. Bảo hành cho mình lên đến là 6 tháng trên toàn quốc. Giá hiện tại thì bình thường nó là hơn, và bình thường nó sẽ là 790.000. Mà hôm nay em xin phép là sale của tất cả các bác em chỉ có là 750.000 thôi nhá. 750 em bao phí ship nhá. Nên là kiểm tra ok trước khi toàn cho em. Và lên tham khảo cho em một con mã cắt sắt bàn các bác ơi. Đây cắt sắt bàn của Mucan nhé, công suất là 2.250W, lưỡi 355. Và khi mua hàng là có được tặng lưỡi đi kèm theo luôn các bác nhá. Con này thì mã máy là CM2250S, CM2250S cho em nhá. Cắm được dưới cho em. Rồi. Con này thì với công suất là 2.200
50W và vòng tua là 3.800 vòng một phút nhé. Cắm điện lưới 220. Giá thì hàng công ty sale này mà chỉ có là 1.300.000 cho em. 1.300.000 là sở hữu luôn cho em một con cắt sắt bàn với 3 năm, hàng của công ty, hàng của Hukan. Ôi trời ơi, phải nói là thực sự là quá ngon, quá ngọt luôn các bạn. Màu vàng đặc trưng của dòng thương hiệu này luôn rồi. 2.250W này, một củ 3 thôi các bác nhá. Ngoài ra mà muốn công suất lớn hơn thì tham khảo luôn cho em mã máy Hukan 355 mà công suất lên đến là 2.500W các bác nhá. Hai mã này đều được công ty bảo hành cho mình 6 tháng. Một con màu vàng đặc trưng của hàng Hukan và một con màu xám thì đặc trưng của năm nay, năm 2024 các bác nhá. Màu xám thì siêu sạch luôn. Với công suất là 2.500W này. Có này vòng tua là 3.800 vòng 1 phút và tắm điện với dây nguồn đó nhá. Dây nguồn của nó đây, bác cũng có thể tham khảo giúp em. Thì con này giá hiện tại cho em 2.500W của Hukan, 1.650.000. Em bao phí vận chuyển luôn nhá. Nhận hàng thì các bác sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hàng công ty và mình sẽ đều được bảo hành lên đến là 6 tháng trên toàn quốc. Ngoài ra còn có một lưỡi tặng kèm luôn nhá. Một lưỡi tặng kèm luôn. Đó, thích lấy con 2.250W hay là công suất lớn hơn là 2.500W thì có thể tham khảo luôn cho em. Đều giá rất là ok luôn các bác ạ. Rồi, và đang cần một con mã quả pin. Quả pin của là dung lượng lớn, dòng xả cao, dùng mài cắt ok thoải mái, tham khảo luôn cho em. Dòng xả thông thường các mã khác dòng xả chỉ có 5C, 10C. Đây con này, dòng xả lên đến là 15C cho em. Một quả pin 10C dung lượng là 4A này. Có báo pin cho em nhé, chân phổ thông này. Vừa xài máy zin, máy nhật, máy hãng và vừa xài tất cả các máy chân phổ thông. Mà hàng công ty, mã này công ty bảo hành cho mình lên đến là 1 năm, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc nha. Con mã máy Hukan, quả pin Hukan dung lượng 4A này, xả 15C cho em. Mã sẽ là con, ơi, nhìn hộ em luôn. Mã con này sẽ là con FX15C4000, đó, dung lượng 4A, xả 15C, mua một pin tặng một sạc, tặng sạc nhanh 2.5A, nhận lô này là còn có tặng sạc, còn lô sau là sẽ không biết có hay không nhá. Chương trình mà bảo hành 1 năm luôn cho khách hàng mình, có pin ngon, có sạc chất lượng và sạc nhanh luôn. Mà giá thì rẻ, ngày hôm nay sale 700.000. 700.000 em bao phí ship các bác nhá, nhà hàng sẽ đều được kiểm tra hàng. Con này thì vừa có thể sạc với những cái sạc bản và vừa có thể là sạc được sạc kim cắm lỗ, tùy mọi người có thể tham khảo luôn nhá. Đó, thực sự với các bác luôn, ngày hôm nay giá cực kỳ tốt, chương trình sale siêu đãi, quà tặng hấp dẫn luôn. Bu lông này, bu lông của Workfix này, rồi các mã máy khò nhiệt, mã máy khoan, mã máy mài, các cái túi đựng đồ nghề. Nói chung là các bác cần nhu cầu mã nào, alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em là 0929 này, 826628 hoặc 0982 826628. Cửa hàng nhà em ở Lý Nhân, Hà Nam. Các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nha. Và em xin kết thúc video trực tiếp tại đây. Xin chào tất cả các bác ạ.